Mùa giải năm nay, tôi xin gửi người đồng đội cũ của tôi một món quà vô cùng đặc biệt. F1. Đây có lá thư gái gửi em tâm thư à? Để em mở game đọc. Thân gửi người đồng đội cũ F1, em chúc anh qua team mới luôn giữ vững phong độ. Phong độ vui về nhì. Tôi tự nhiên cái thuộc tỉnh sẽ đẹp luôn. À, chữ ký của Tấn Z. Thì cũng cảm ơn em. Cảm ơn em đã luôn chúc anh trên con đường thành công của anh. Anh cũng mong là con đường thành công của em cũng đến giống như anh vậy á. Làm sao làm giữ được cái phong độ top 3 đã. Rồi muốn vượt anh thì vượt nhé. Chúc em luôn thành công nhé.